Ơi ông cán bẻ lọ bộ kìa. Yeah, vừa vừa thôi. Xe kia mua xăng rồi. Dịch thì ở nhà nuôi cá chứ nuôi gì. Heo đó của anh thôi. Chậm đi. Xe kia đi mua xăng rồi. Sát nhà ông già, bên sát nhà ông Văn á. Ờ sát nhà ông già. Được anh Kiệt á. Em này nè. Nó làm cho công ty nào? Quen fit hả? Chủ cá không mua gạo bỏ ót đó, chủ mua cá đó.
Tết ông còn ngoại không ông giờ ơi? Giờ rồi hả? Ông toán nè. Yeah.